Điện tử Thanh Huê xin kính chào tất cả các bác đang xem video của em. Dạ vâng, ngày hôm nay thì em tiếp tục lên sóng cho bác quay con âm ly với cái mức giá tầm trung và chất lượng âm thanh thì tuyệt vời. Âm thanh thì ngọt ngào và sống động với cái âm hình thì rộng mở và có mặt tại shop điện tử Thanh Huê trong tình trạng là đẹp zin tuyệt đối các bác nhé. Con này thì trên thị trường đang bán với mức giá là ngoài 30 triệu. Và ngay hôm nay shop điện tử Thanh Huê bán cho các bác với mức giá cực kỳ là tốt, chỉ trên 20 triệu. Và trước mắt các bác đây là cái con âm ly Musical M3SI, full thùng đầy đủ phụ kiện nguyên zin. Và bên em thì luôn luôn có cái chế độ bảo hành zin xịn trọn đời cho các bác khi nào các bác không sử dụng nữa thôi. Sau em thì có địa chỉ tại số 8 ngõ 4 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội. Bác nào ở gần thì có thể đến trực tiếp cửa hàng em xem test kiểm tra sản phẩm. Bác nào ở xa thì em sẽ COD đến tận nhà cho các bác. Dạ vâng, quay trở lại với con âm ly thì đây là một con âm ly tuyệt vời trong cái phân khúc đó. Trên 20 triệu thôi, được một con âm ly đa dạng, các bác có thể ghép với nhiều dòng loa. Với ngõ đầu vào thì cũng rất là đa dạng, có phono, có USB đó, cho các bác thích hợp lựa chọn. Đây là một con âm ly vừa hay vừa đẹp, với cái kích thước thì nhỏ gọn, dễ dàng kê bày ở cái tủ nhà mình. Về phần mặt trước đây là một cái khuôn mặt màu trắng bạc, và xung quanh thì đây là màu đen, toàn bộ đều là màu đen. Phía trước mặt đây là cái màu trắng bạc, và nút to chính giữa đây là cái ô lum, thiết kế vô cùng là đơn giản nhưng mà rất là sang trọng. Ngay bây giờ thì em sẽ mời các bác cùng em tiến tới lại gần hơn để quan sát kỹ hơn về chiếc âm ly này ạ. Dạ vâng, trước mắt các bác đây là cái con âm ly Musical M3SI các bác nhé. Khuôn mặt của con âm ly màu trắng bạc hết sức là tuyệt vời luôn, trông rất là sang trọng ạ. Đây là cổng CD này, USB này, phono này. Tuner rồi là AUX1, AUX2. Đây là volume, núm to nhất đây volume. Chút nữa thì em sẽ mở nhạc to hơn, mời các bác cùng em thưởng thức. Và phía bên dưới đây là thùng của cái con âm ly ạ. Đây là cái catalog đi kèm zin nguyên bản đầy đủ phụ kiện các bác nhá. Đó, dây nguồn này, còn kèm theo cả cái găng tay cũng là của hãng. Và đây là phần mặt trên. Mà trên đây là có những cái bụi thôi các bác nhá, không phải là xước đâu ạ, bụi. Con này thì có cái kiểu dáng nhỏ gọn, hông sườn đây ạ. Và đây là mặt đằng sau. Thank you.
Bao giờ